quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiên. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu bồn tử tiểu treo tường đến từ thương hiệu Vinalasara. Và bồn tiểu hôm nay Vân sẽ giới thiệu thì có mã số đó là T1. Thì các bạn có thể thấy đây là bồn tiểu nam treo tường được sử dụng công nghệ men nano nung, cho nên men sứ có một lớp rất là sáng bóng và hạn chế được cái việc đồng rào bằng lẫn lên men sứ. Thì cái bồn tiểu nam này đầu tiên sẽ có một con thỏ chống hôi giúp khi mà chúng ta sử dụng sẽ hạn chế cái mùi hôi khó chịu cũng như là những rong rêu bám bẩn. Thì các bạn có thể đọc được cái mã số của sản phẩm ở đây. Và hơn nữa thì với công nghệ hiện nay thì Vinalasara cũng trang bị trên mỗi sản phẩm của mình một mã code QR riêng để chúng ta có thể xác định được đây là hàng chính hãng cũng như là những thông tin chi tiết và sản phẩm. Đi kèm chung với bồn tiểu nam này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái sẻ cảm ứng tự động. Thì sẻ cảm ứng tự động này được có vẻ cái vỏ được làm bằng nhựa cao cấp đây, rất là chắc chắn, và hơn nữa thì áp dụng công nghệ Hàn Quốc cho nên tiểu nam này được sử dụng pin không cần phải dùng điện. Thì có sẽ có tác dụng đó là sẽ cảm ứng khi mà chúng ta sử dụng. Sẻ tiểu nam này có mã số đó là VG842 và thời gian sử dụng pin của cái tiểu nam này đó là 1 năm trên 100 lần sử dụng trên một ngày. Thì cái việc lắp đặt cái tiểu nam này đơn giản, và hơn nữa các bạn có thể thấy trên này cũng sẽ có một barcode QR riêng để chúng ta có thể chắc chắn được đây là hàng chính hãng hay không, và cũng như biết thêm thông tin sản phẩm. Thì để có thể biết thêm thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt.